Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trong số phát sóng gần một tháng trước thì khán giả Văn Thị Lệ Thu, 57 tuổi, đến từ Bình Dương đã được bác sĩ Vương Khánh Long tận tay thực hiện phẫu thuật căng da mặt. Và ngày hôm nay cô Thu đã quay trở lại để bác sĩ thăm khám. Và câu hỏi đầu tiên chắc là chị Quang xin dành cho khán giả cũng như nhân vật chính của chúng ta, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Dạ. À, thưa, giờ gọi cô hay là gọi chị giờ bác sĩ? Cô đi cô. Dạ. Thưa cô Văn Thị Lệ Thu thân mến, thì sau khi cô được bác sĩ Vương Khánh Long phẫu thuật căng da mặt rồi, thì cô cảm nhận như thế nào ạ? Cô vui lắm. Rồi con nó nói là con đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ cách đây 10 năm. Tại đi ra đường á, nhiều người trước kia kêu con mình cô, anh bây giờ kêu bằng chị. Cô mừng lắm, rồi ai cũng hỏi cô làm ở đâu vậy, làm sao mà đẹp vậy. Thì cô mới nói là cứ đến thẩm mỹ bác sĩ Tân. Mới nói là được kêu chị đẹp mà kêu là chị quen gọi là cô. Dạ, dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân của mình đã đến và nói là mình đã thay đổi hoàn toàn và cảm nhận rất là vui. Chắc là với tâm lý của bác sĩ thì bác sĩ cũng rất là phấn khởi đúng không ạ? Đúng rồi, và đương nhiên thì một cái hạnh phúc của cái người mà làm đẹp cho người khác là người ta được đẹp. Và mình vui với cái niềm vui của họ. Vậy thì với gương mặt này là sau một tháng rồi thì đã hoàn thiện 100% chưa bác sĩ? Thông thường thì sau cái phẫu thuật căng da mặt một tháng thì nó đã ổn hết rồi, mọi thứ đã hoàn tất. Dạ, mọi thứ đều bình thường. Vậy thưa bác sĩ, nhưng mà chắc hẳn là ai nhà chúng ta cũng phải thắc mắc là tại sao mà một gương mặt trước kia của cô như vậy bây giờ là thay đổi diện mạo hoàn toàn. Bác sĩ làm bằng cách nào ạ? Như trước đây mình có phân tích trên cái gương mặt của cô thì đó là một cái gương mặt mà lão hóa toàn bộ mà rất là rõ ràng. Thì như vậy thì ở từng đường nét một thì chúng ta có những cái kỹ thuật khác nhau để giải quyết nó. Thí dụ những cái đường nhăn lão hóa ở xung quanh mắt thì chúng ta có hai cái tiểu phẫu nhỏ là chúng ta nâng cái chân mày và chúng ta làm cái da thường phía dưới. Sau khi chúng ta làm xong hai cái phần đó thì chúng ta thấy là nửa trên của cái gương mặt là gần như là được trẻ hóa một cách đồng bộ. Sau đó là cái phần giữa của gương mặt, tức là từ cái phần cái mí dưới cho đến hết cái phần mũi tới cái phần môi trên thì hiện diện rõ trên cái gương mặt trước mà trước khi chúng ta làm là hai cái đường nhăn hai bên, hai cái nếp mũi má, hay dân gian hay gọi là râu rồng á. Râu rồng rất là rõ và rất là dài ha. Thì cái kỹ thuật chúng ta là phải xóa được hai cái đường đó một cách hiệu quả. Và cái phần kế tiếp là từ cái phần môi cho tới phần cằm. Thì cái phần này nó cũng có những cái đường nhăn ở cái phần mép môi, từ hai mép môi này nó chạy xuống dưới rất là rõ, kèm theo là hai cái chảy xệ của cơ và da. Như vậy thì giải quyết hàng loạt tất cả những vấn đề đó thì chúng ta được một cái gương mặt trẻ hóa giống như ngày hôm nay. Quá nhiều quá trình. Mất bao nhiêu tiếng bác sĩ? Nó đòi hỏi một cái mức độ tỉ mỉ, cho nên là cái thời gian hôm đó tôi nhớ là khoảng 3 giờ hoặc 3 giờ 30 gì đó, 3 tiếng rưỡi. Một thời gian cũng tương đối là dài đúng không cô? Vậy thì ngày hôm nay mình đã quay lại để bác sĩ thăm khám và nghe những lời động viên của bác sĩ thì mình đã yên tâm hơn rồi. Thì cô có điều gì muốn chia sẻ với bác sĩ cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ? Tôi thành thật cảm ơn chương trình Phụ Nữ Chúng Mình đã tạo điều kiện cho tôi, và nhất là cảm ơn bác sĩ Lâm rất là nhiều, và rất mong muốn là có nhiều khán giả được may mắn như tôi đã được đến bác sĩ Lâm làm đẹp. Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Và bây giờ thì chúng ta xin chào mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo.